Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Studio. Hôm trước thì mình đã có bài so sánh hiệu năng giữa chiếc iPhone 12 Pro và Galaxy Note 20 Ultra. Hôm nay thì mình thấy là cái hiệu năng đấy chỉ là một cái yếu tố rất nhỏ để quyết định xem là anh em có nên mua chiếc điện thoại đó hay không thôi. Và có những yếu tố khác thì sao? Ví dụ như iPhone 12 Pro sẽ phù hợp những anh em nào mà thích một cái màn hình nhỏ gọn, dễ dàng bỏ vào túi quần. Trong khi đó thì Galaxy Note 20 Ultra đem lại một trải nghiệm màn hình lớn, giải trí nó đã hơn, đặc biệt là cây bút S Pen không thể bỏ qua. Vậy thì giữa hai sản phẩm này thì đâu sẽ là lý do anh em lựa chọn? Đầu tiên thì mình xin được cảm ơn cửa hàng Shop Đăng đã hỗ trợ cho Vật Vờ Studio sản phẩm này để có thể thực hiện và chia sẻ cho mọi người những cái video cực kỳ hữu ích. Đầu tiên, điểm mà mình được nói tới thì đó là về kích thước cũng như là cái thiết kế. Các bạn đã thấy thì iPhone năm nay có một sự thay đổi về thiết kế không hề nhẹ. Cực kỳ nhẹ, tại vì nó chỉ làm cái viền được là bẹp đi và thiết kế giống so với cả chiếc iPhone 5 trước đây. Cảm giác cầm nắm thì nó nhỏ gọn đương nhiên rồi và nó không hề bị cần tay một chút nào nhá. Nó chỉ cần cấn nhẹ nhưng mà cảm giác cầm nắm nó cũng rất là chắc chắn. iPhone 12 Pro thì được làm viền nó phẳng vuông vức hơn. Trong khi đó tổng thể thiết kế của Galaxy Note 20 Ultra với những cái góc được làm vuông trông hết sức nam tính và đặc biệt là cục camera hết sức là cục xúc. Cái độ lồi so với cả phần mặt lưng ấy thì rõ ràng là ở trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra nó sẽ làm lồi hơn nhiều so với cả chiếc iPhone 12 Pro. Nhưng mà đương nhiên rồi, anh em đeo úp vào sẽ không cảm thấy sự khó chịu này. Galaxy Note 20 Ultra vẫn đem lại một cái sự sang trọng nhờ phần kính được làm bóng, nhưng mà đổi lại thì nó sẽ bám khá là nhiều mồ hôi và dấu vân tay nếu mà anh em sử dụng máy chân. Còn với chiếc iPhone 12 Pro, do được làm nhám nên cảm giác khi mà nhìn vào ấy, mặc dù nó vẫn bám mồ hôi dấu vân tay nhưng mà nó sẽ khó nhìn hơn và việc lau của nó cũng dễ dàng hơn so với cả chiếc Galaxy Note 20 Ultra. Về màn hình thì sao? Chúng ta sẽ có màn hình kích thước là 6,1 inch ở trên chiếc iPhone 12 Pro và lên tới 6,9 inch ở trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra. Cả hai màn hình này đều cơ bản là sử dụng tấm nền là OLED và công nghệ màn hình như các bạn đang thấy ở trên màn hình. Nhưng mà có một điểm nổi bật hơn đó là ở trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra nó sẽ có hỗ trợ tần số quét màn hình lên tới 120Hz. Rõ ràng là bây giờ những chiếc điện thoại đều cần phải có một cái màn hình nó có tần số quét cao. Và một điểm nữa đó là nhờ cái màn hình lớn cộng với việc có cái bút S Pen, nên là anh em nào thích viết, vẽ, ghi chú hay là sử dụng với cái bút S Pen mà kết nối từ xa ấy, thì nó đem lại cái trải nghiệm cho mọi người nó sẽ phù hợp hơn. Những anh em nào thích ghi chú này, ghi chú ý tưởng, ghi chú nội dung cần lưu ý, hay là anh em có thể chụp ảnh từ xa với cái bút S Pen, đại loại là nó sẽ đem lại nhiều cái tính năng và cái trải nghiệm mới mẻ hơn so với là một chiếc smartphone thông thường như ở trên chiếc iPhone 12 Pro. Và cái màn hình ở trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra cũng được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus. Nó đem lại cái độ bền cao hơn để giúp anh em giảm cái khả năng va đập cũng như là an toàn hơn trong cái màn hình này. Còn với chiếc iPhone 12 Pro thì nó được bảo vệ bởi một lớp Ceramic Shield, tức là giúp anh em vuốt nó đã hơn, bảo vệ máy, cái màn hình này khỏi những cái vết xước. Nhưng mà cơ bản là anh em đều giá màn hình đúng không? Thế nên là nó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Cả hai sản phẩm này thì sẽ đều có khả năng kháng nước và bụi bẩn là IP68, nhưng mà iPhone do ra sau nên nó kiểu là 68 Plus ấy, khi mà nó có thể chống nước ở độ sâu 6m trong vòng 30 phút, trong khi đó con số đó ở trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra sẽ là 1,5m mà thôi. Cái này thì đương nhiên là anh em không nên mang ra ngoài để thử mưa hay là ngâm nước. Điểm tiếp theo để so sánh giữa hai sản phẩm này thì cấu hình thì mình đã chia sẻ video lần trước rồi, đều đem lại cái trải nghiệm cho mọi người rất tốt, nhưng mà do con chip Exynos 990, mình nghĩ là phải đợi thế hệ sau thì khi mà Samsung cải thiện hơn ở cái phiên bản chip mới hơn cũng như là tiến trình 5nm ấy, thì mình nghĩ hiệu năng nó sẽ cải thiện. Còn bây giờ thì rõ ràng là iPhone 12 Pro đem lại cái sự trải nghiệm về ổn định rồi các thứ linh tinh nó sẽ ngon hơn so với cả Note 20 Ultra, cũng như là 6GB so với 8GB ở trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra. Nó vẫn cho cái khả năng đa nhiệm tốt hơn, nên mình nghĩ là nếu quan tâm nhiều đến hiệu năng và muốn sử dụng lâu dài, ổn định thì Apple A14 Bionic ở trên iPhone 12 Pro là sự lựa chọn rất là tốt. Điểm tiếp theo so sánh giữa hai thiết bị này đó là về camera. Như các bạn đã thấy thì camera ở trên chiếc iPhone 12 Pro nó vẫn giữ gần như là cái sản phẩm duy nhất thời điểm hiện tại vẫn duy trì cái khả năng chụp ảnh là 12MP. Trong khi đó thì Note 20 Ultra sẽ có camera lên tới là 108MP. Cái chất lượng camera thì mình sẽ gửi đến các bạn trong bài đánh giá chi tiết. Còn cơ bản đây sẽ là bài so sánh nhanh để anh em có thể nắm qua được những thông tin về cả hai sản phẩm này. Chiếc Note 20 Ultra sẽ có khả năng zoom hybrid lên tới là 50x, trong khi đó thì iPhone chỉ trưng hưởng ở tầm 10x thôi, không thể nào mà zoom xa hơn được. Và cơ bản là nhờ cái thấu kính cũng như là camera độ phân giải cao nên Note 20 Ultra sẽ cho anh em nào thích cái camera zoom thật xa từ nhà đến trường. Và khả năng quay video cũng ấn tượng hơn ở cái độ phân giải là 8K và khả năng quay video HDR10+. Và iPhone năm nay cái điểm thay đổi mà mình cảm thấy thích thú nhất và nếu mà có lên đời ấy, thì cũng chỉ vì cái tính năng đó là khả năng quay video 4K.
10 bit HDR hay là có hỗ trợ khả năng quay video Dolby Vision HDR tối đa có thể lên tới là 60fps. Về thời lượng pin và thời gian sử dụng thì iPhone 12 Pro đợt này gặp một vài vấn đề, đó là thời gian on screen nó không cao. Mình nghĩ có lẽ là do Apple chưa tối ưu thực sự quá ngon, nhưng mà viên pin của nó sẽ bị giảm hơn một chút so với trước đây, chỉ còn là 2815 mAh. Trong khi đó thì dòng Note cũng bị giảm pin so với cả trước đây với 4515 mAh. Cả hai sản phẩm này đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh không dây là 15W. Chiếc Note 20 Ultra thì sẽ có sạc có dây nhanh là 25W. Con số đó ở trên chiếc iPhone 12 Pro sẽ là 20W. Nhưng mà iPhone 12 Pro năm nay thì Apple có giới thiệu thêm cái khả năng sử dụng với những cái phụ kiện MagSafe để cái trải nghiệm của người dùng nó thú vị hơn thôi, cũng như là sạc không dây nó sẽ chắc chắn hơn và gần như là hit phát nào chuẩn phát đấy, không lệch đi đâu được. Vậy thì các bạn nghĩ sao ở bộ đôi này, đâu sẽ là sự lựa chọn của mọi người? Với chiếc iPhone 12 Pro thì nó sẽ có những cái ưu điểm về cái thiết kế nhỏ gọn cũng như là cái sự ổn định mà Apple mang lại trên con chip sau khi được tối ưu, cũng như là iOS mà nó vẫn đem lại một cái gì đó nó khác biệt so với cả Android. Và với chiếc Galaxy Note 20 Ultra nhờ Samsung tối ưu, nó sẽ có rất là nhiều tính năng độc đáo và thú vị hơn, như là chúng ta sẽ có màn hình 120Hz này, cái bút S Pen giúp các bạn có thể ghi chú, viết vẽ ở bất kỳ điều kiện nào, hay là sẽ có khả năng kết nối với cả Samsung Deck và mở rộng những cái phụ kiện nhờ cổng USB-C để giúp những cái trải nghiệm nó sẽ thú vị hơn, nhiều hơn, đã hơn so với cả iPhone. Anh em thuộc trường phái nào thì đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới. Và một lần nữa cảm ơn cửa hàng Shop Đăng đã hỗ trợ cho Vật Vờ Studio sản phẩm để có thể thực hiện và chia sẻ với mọi người. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.